Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Tô Chủ tịch cần cảnh giác với quân đội về âm mưu chống đảng sắp được châm ngòi. Nguyên nhân của mọi nguyên nhân dẫn tới tình trạng bất ổn của chính trường Việt Nam trong thời gian gần đây xuất phát từ chính việc Nguyễn Phú Trọng không công bố rõ ràng, minh bạch về nhân sự kế nhiệm ông khi ông Trọng rút lui. Gần đây có nhiều biểu hiện cho thấy có thể ông Trọng sẽ tiếp tục ngồi ghế tổng bí thư lần thứ tư, đồng thời ông sẽ cho sửa điều lệ đảng cho phù hợp Do đó, sự nổi loạn của cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm trong thời gian vừa qua là điều hợp lẽ nhưng không hợp lý vì quy định của đảng không cho phép. Và đây là hình tại sao đề xuất có cảnh vệ cho Bộ Quốc phòng vào lúc này. Sự nổi giận lôi đình của ông Tô Lâm thời gian qua đã phá nát ngôi nhà của đảng về cơ cấu tổ chức. Hàng loạt nhân sự cấp cao là ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Trung ương đảng đã lũ lượt kéo nhau ra đi bởi các sai phạm liên quan đến tham nhũng dù rằng sau hội nghị trung ương chính khóa 13, tổng trọng với sự giúp đỡ của các tướng lĩnh quân đội và bộ quốc phòng đã mau chóng bình ổn tái lập trật tự trong đảng. Cựu bộ trưởng công an Tô Lâm cũng yên vị tại ghế chủ tịch nước, song tổng trọng và các cấp có thẩm quyền chưa công bố nhân sự tân bộ trưởng bộ công an, chiếc ghế có tầm ảnh hưởng mang tính quyết định đối với quyền lực của ông Tô Lâm. Theo giới phân tích, Việc đưa Thứ trưởng thường trực Bộ Công an Trần Quốc tỏ nắm quyền điều hành Bộ Công an là một sự tính toán có chủ đích của tổng trọng và phe cánh. Đồng thời, đây cũng là một trong những chiến thuật câu giờ để tạo sự căng thẳng của đối thủ tức Bộ Công an. Theo đó, nếu để Bộ Công an bị ức chế tâm lý thì sẽ sinh ra các biểu hiện manh động và chỉ chờ có thế, chiếc lưới của tử thần sẽ chụp xuống. Đài Á Châu Tự Do AFA ngày 29 tháng 5 đưa tin tại sao đề xuất có cảnh vệ cho Bộ Quốc phòng như Bộ Công an trong lúc này. Bản tin cho biết ngày 24 tháng 5, truyền thông nhà nước loan tin, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt, tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, tại phiên thảo luận về dự thảo luật cảnh vệ sửa đổi đã đưa ra đề nghị như sau. Cần quy định quyền áp dụng biện pháp cảnh vệ cho cả Bộ trưởng Công an và Quốc phòng vì lực lượng cảnh vệ bao gồm cả Công an và quân đội. Và đây là hình Chủ tịch nước Đại tướng Tô Lâm vẫn theo AFA, giới quan sát cho rằng phát biểu vừa kể thể hiện cho thấy có vẻ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng không muốn lép vế so với Bộ trưởng Bộ Công an. Tuy nhiên, đáng chú ý, phát biểu vừa kể là của tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt là điều tương đối bất bình thường. Đặc biệt trong hoàn cảnh, nguyên tắc của quân đội nhân dân Việt Nam vốn là luôn đứng ngoài các mâu thuẫn giữa các cá nhân và phe phái. Song gần đây, nguyên tắc này đã bị phá bỏ khi các tướng lĩnh của Bộ Quốc phòng đã tham gia giúp các cấp có thẩm quyền ổn định lại trật tự trong đảng. Hơn thế nữa, cái tên Bộ Tư lệnh Thủ đô khiến người ta liên tưởng tới vụ binh biến bất thành của Đại tướng Phùng Quang Thanh vào năm 2015. Theo đó, ngày 3 tháng 7 năm 2015, Tư lệnh và Chính ủy Bộ Tư lệnh Thủ đô, Trung tướng Tư lệnh Phí Quốc Tuấn và Trung tướng Chính ủy Lê Hùng Mạnh nhận quyết định nghỉ hưu và được yêu cầu bàn giao tức khắc cho thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, phó tư lệnh và thiếu tướng Nguyễn Thế Kết, phó chính ủy. Nhắc lại sự kiện này để thấy tầm quan trọng của Bộ Tư lệnh Thủ đô, một tấm lá chắn an toàn cho sự ổn định an ninh chính trị tại các cơ quan trung ương đầu não của Đảng và nhà nước Việt Nam. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị của người Việt có ý kiến đưa ra giả thuyết tương đối đáng ngại khi cho rằng phải chăng cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng đã đánh hơi thấy âm mưu ám toán lãnh đạo quân đội, nên Trung tướng Nguyễn Quốc Duyệt mới đưa ra yêu cầu cảnh vệ đối với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng. Và đây là hình tân thường trực ban bí thư Đại tướng Lương Cực Thậm chí có ý kiến đánh giá có thể có khả năng tương đối cao sẽ có một vụ ám sát hụt đối với lãnh đạo quân đội theo một kịch bản nào đó với mục đích chăm ngòi cho vụ án chống đảng khởi động với mục đích gấp lửa bỏ tay Bộ Công an. Xin khẳng định trên đây chỉ là những ý kiến mang tính giả định, nhưng đây là những vấn đề dành cho Chủ tịch nước Tô Lâm và ekip lãnh đạo Bộ Công an phải nâng cao cảnh giác. Xin nhắc lại, các vụ án âm mưu chống đảng là một vũ khí đặc thù trong các nền chính trị tại các quốc gia cộng sản, khi phe mạnh hơn dùng quyền để ghép các cá nhân hay tổ chức vào tội danh này với mục đích loại bỏ họ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tô Chủ tịch cần cảnh giác với quân đội về vụ âm mưu chống đảng sắp chăm ngòi. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Có phải quyền lực của Bộ Công an là vô giới hạn? Ngày 31 tháng 5, blog Nguyễn Anh Tuấn trên AFI tiếng Việt bình luận: Thanh trừng chính trị, vai trò giới hạn của Bộ Công an. Tác giả cho rằng khi ba trong năm nhân vật quyền lực nhất chính trường Việt Nam, gồm Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai bị thanh trừng, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Tác giả đánh giá, xét về tuổi tác, Bộ trưởng Công an Tô Lâm sẽ phải về hưu vào đầu năm 2026 khi đại hội 14 khai mạc. Chiếm lấy một trong những ghế tứ trụ là điều kiện tiên quyết để ông có thể vượt qua giới hạn tuổi tác cho việc ở lại Trung ương một nhiệm kỳ nữa, chiếu theo đảng quy hiện hành. Quan trọng hơn, vai trò của Bộ Công an trong chiến dịch đốt lò 10 năm qua, được dư luận tin là độc quyền điều tra, đã khống chế toàn bộ chiến dịch đốt lò. Theo đó, người đứng đầu Bộ Công an, ông Tô Lâm, đương nhiên trở thành thế lực nắm quyền sinh sát trong đảng. Và đây là hình bài bình luận trên AFA. Theo tác giả, chưa bao giờ công chúng thấy Bộ Công an có nhiều quyền lực đến như vậy. Với ngân hàng không ngừng tăng, Bộ Công an không chỉ giới hạn trong các công tác trị an thông thường mà còn dài tay chiếm giữ nhiều lĩnh vực vốn thuộc cơ quan khác. Điều này tạo ra cảm giác rõ rệt của công chúng về một xã hội công an trị ở Việt Nam. Bên cạnh đó, tác giả cho rằng đúng là ông Tô Lâm có thể ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa khi ngồi một trong những ghế tứ trụ nhưng nếu chỉ như vậy thì ông đâu cần phải loại bỏ cùng lúc ba trong năm nhân vật quyền lực nhất Việt Nam. Chưa kể ghế chủ tịch nước gần 10 năm nay mang cái dớp khiến bất kỳ ai ngồi vào cũng gặp điều không may, bao gồm cả tiền nhiệm bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Không lẽ ông Tô Lâm không mảy may cân nhắc hay sao? Tác giả nhận xét cũng có thể như một số người nói ông Tô Lâm chấp nhận ghế chủ tịch nước để nhiệm kỳ tới có thể kế nhiệm tổng bí thư nhưng cơ sở nào cho thấy ông có thể trở thành tổng bí thư khi ông Trọng chưa tỏ ra bất kỳ ý định nào là sẽ bước xuống. Nếu ông Trọng có ý định rời ghế tổng bí thư, vì sao ông lại quyết định tới đây sửa điều lệ đảng? Và đây là hình chủ tịch nước Tô Lâm. Mặt khác, tác giả nêu vấn đề. Sự ngộ nhận tiếp theo quan trọng hơn liên quan đến vai trò của Bộ Công an trong chiến dịch đốt lọt. Những vụ ông Thưởng, ông Huệ, bà Mai không phải là án tham nhũng thông thường mà là các vụ thanh trừng chính trị là kết quả của những tranh chấp chính trị thượng tầng. Trong cuộc chơi này, Bộ công an không hẳn đã có nhiều quyền lực, như những gì công chúng hình dung. Tác giả nhấn mạnh, ngay từ trước khi thâu tóm quyền hành, tổng trọng đã lập ra ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng mà sau này đã trở thành vũ khí chiến lược của ông. Chẳng hạn, trong chiến dịch đốt lò, thay vì phụ thuộc vào chỉ một cơ quan như Bộ công an, Ủy ban kiểm tra trung ương hoặc ban nội chính trung ương thì bằng cơ chế ban chỉ đạo, ông trọng vừa có thể điều phối hoạt động giữa các cơ quan, vừa để chúng giám sát lẫn nhau, vừa đạt được mục tiêu đốt lò mà không lo có anh thợ lò nào thành kiêu binh quay lại chiếm đoạt cái lò của mình. Đó là lý do tồn tại của các tiểu tổ lãnh đạo. Và đây là hình tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Một vấn đề nữa mà tác giả lưu ý, đó là trong ban chỉ đạo của ông trọng không chỉ có Bộ Công an, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ban Nội chính mà còn gồm đại diện nhiều cơ quan khác. Thật khó để nói rằng một mình ông Tô Lâm bất luận ở vị trí Bộ trưởng Công an hay Chủ tịch nước đều có khả năng chi phối toàn bộ ban chỉ đạo. Tóm lại trong mô hình ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, một bản sao của tiểu tổ lãnh đạo kiểu Tập Cận Bình ở Việt Nam, Bộ trưởng Công an chỉ là một thành viên và vì vậy không có khả năng chi phối ban chỉ đạo cũng như toàn bộ chiến dịch đốt lọt người chủ lò quyền uy thực sự và nắm quyền sinh sát các đồng chí trong tay vẫn là đảng trưởng tức tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin có phải quyền lực của Bộ Công An là vô giới hạn? Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Châm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới